Xin giới thiệu với các bạn một cái cặp máy động cơ Insean, hàng thương hiệu nổi tiếng bên Trung Quốc. Hàng thì có tem kiểm định chất lượng này. Nói chung như dân gian mình gọi là hàng trung ương đấy. Máy thì ghi dung tích là 130. Tên máy là 130. Có dung tích thực tế là 124 đây. Đây. Các cái tem này. Đấy, tem kiểm định chất lượng rồi thì tem QC các kiểu đấy. Máy thì có số 01234 này. 4 số tiến. Một số mo. Cốt nhông là 17. Máy đi kèm à chế cổ chế cần khởi động và cần số. Bên em thì có thêm cả hãng máy Li Fan là 130 và 150, cũng là côn tự động nữa. Đấy. Một con máy như này thì nó khoảng 23 kg. Máy này thì các bạn có thể thay thế vào các cái dòng xe máy phổ thông, bởi vì nó cũng dòng đầu ngang. Tí em sẽ đo cho các bạn một số cái kích thước về phía bên lỗ ốc treo máy, các bạn cứ đo kích thước lỗ ốc treo máy vừa là có thể lắp ráp được. Đây, cái kích thước lỗ ốc treo máy đây của nó là khoảng 15 cm các bạn ạ, 15,3 cm kích thước treo máy đấy. Còn những cái kích thước chiều ngang chiều dọc như thế này thì nó cũng tương đối giống xe Honda Way Dream của mình thôi. Chủ yếu các bạn lắp đặt thì chỉ cần hai con ốc treo máy là được. Bọn này ốc máy này thì vẫn có chân đế vặn đây. Nhiều bạn bảo là nó có lắp được, bạn để chân không thì nó hoàn toàn giống nhá. Đấy, nó vẫn có bu lon lắp chân đế này. Máy này thì trên danh nghĩa thì bên mình sẽ ghi là máy 130 nhá. Nhưng các bạn về nhà đừng thắc mắc là tại sao nó ghi 124 mà mình đi gọi là 130. Thì nó cũng giống như xe Way, xe Dream của mình ấy, gọi là máy 110 ấy, nhưng mà trên thân lòng xi lanh và cái nó chỉ ghi là 104 thôi. Đấy. Cho nên các bạn đặt hàng thì vui lòng không để ý quá về câu chữ nhé. Không, các bạn mua này bảo là máy 130 mà trên thân này chỉ ghi 124. Có hai lựa chọn. Xin khách hàng vui lòng lưu ý.